Ủa quét nó muốn cái mã trong cộng để trả hơn cái vụ ngoài mùa. Mã hóa hình ảnh à, đây. Giờ mình không mã hóa đấy không? Tắt đi. Chừng quá. Ok. Có camera không? Cậu không vào được, không nghe chưa? Mã hóa anh cố. Mã hóa nó khóa. Hay là mới là phát đài, nó càng phải có chưa được đến đâu. Còn hôm trước khi đi con đã uống công, một công gì đấy. Ôi, anh vừa tháo mã hóa rồi đấy, cậu vào bình thường đi. Anh tháo mã hóa rồi. Sao anh có mã hóa đâu, máy tự động mã hóa anh vừa cài, anh vừa vào cài đặt anh dỡ cái mã hóa rồi. Mã hóa hình ảnh ấy. Mã hóa hình ảnh ấy anh dỡ rồi có em alo có nghe không mẹ có những khoảnh khắc như thế, những khoảnh khắc gọi là vô duyên.